không gian của thành phố đáng sống nhất thế giới, kiến trúc từ kinh đô ánh sáng và nghệ thuật, sinh khí thịnh vượng từ trung tâm thương mại và tài chính toàn cầu, tọa lạc tại vị trí đắc địa ven sông Hồng, Sunshine City, nơi hội tụ những tinh hoa của cuộc sống, nơi nhịp sống thượng lưu được thổi hồn bởi nghệ thuật kiến trúc, nơi giá trị sống được định nghĩa bằng những biểu tượng đẳng cấp nhất thế giới. Sunshine City, biểu tượng phát triển bất động sản của Sunshine Group.